Hello, xin chào tất cả các anh em và chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với Bình Lề Vlog. Và những ngày qua phải nói là những ngày cháy trong đam mê của mình các bạn ạ. Vì mình đã di chuyển hàng ngàn km từ Bắc vào Nam, lại từ Nam ra Bắc để có thể tham gia những sự kiện liên quan đến bộ phim One Piece Film Red. Các bạn có tin không ạ? Nếu mà không tin thì hãy xem video này nhá. Let's go. Ok, và bây giờ là tầm 4 giờ chiều và bọn mình đang trên máy bay để đi đến Sài Gòn. Bọn mình sẽ tổ chức một buổi xem phim IMAX One Piece Film Red cho 400 bạn Sài Gòn đã đăng ký vé. Và mình nghĩ là đây sẽ là một buổi xem phim rất là cháy đấy các bạn ạ. Tuy nhiên vì lỡ một chút thời gian nên là bọn mình đã phải phóng vội phóng vàng đến ngay cái rạp chiếu, không kịp nghỉ ngơi gì cả. Đến nơi thì các bạn member đã đứng đông như kiến rồi để chuẩn bị check in các bạn ạ. Và bây giờ là 6 giờ mà 6 rưỡi là chúng mình đã chuẩn bị vào xem phim rồi. Và đây cũng là lần đầu tiên mình xem bộ phim Red đấy các bạn ạ. Thực sự phim rất hay luôn. Và các bạn Sài Gòn thì cháy không còn gì để nói luôn. Cứ đến đoạn nào hay là vỗ tay mầm mầm mầm. Ôi, đây mới gọi là xem tập thể nó luôn luôn vui hơn thì là xem một mình các bạn ạ. Vì các bạn có thể cổ vũ cùng nhau được. Ok, và sau khi xem xong thì chúng mình có một buổi bốc thăm may mắn nhỏ nhỏ cho các bạn đã xem phim. Đó, ok, cuối cùng thì buổi offline xem phim ở Sài Gòn đã kết thúc. Và rất cảm ơn tất cả các bạn Sài Gòn đã rất nhiệt tình và đã đón tiếp bọn mình một cách rất là nồng hậu, tuyệt vời. Đây sẽ là một cái kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời làm fan One Piece của mình. Đúng thật đấy. Ok, xem phim tổ chức xong mệt quá thì bọn mình đến một quán Nhật nào đó ăn ramen và một ít cơm. Phải nói là đồ ăn ở Sài Gòn cũng rất ngon các bạn ạ. Sáng hôm sau thì bọn mình lại tìm đến một cái quán cũng hơi Nhật Bản để bọn mình ăn cơm trước khi mà mình tham gia một cái giải chạy có thể nói là lớn nhất năm nay liên quan đến anime. Đó là giải Red Run, một giải chạy được tổ chức để quảng bá cho bộ phim One Piece Film Red. Phải nói rằng đây là lần đầu tiên mà có một cái giải chạy liên quan đến anime tổ chức lớn như thế này. Nên là bọn mình đã quyết định phải từ Hà Nội bay vào Sài Gòn để tham gia cái giải chạy này các bạn ạ. Nhìn rất là quy mô hoành tráng luôn. Thực sự là một fan One Piece chân chính như mình không thể bỏ lỡ được cái giải chạy này rồi. Kìa kìa các bạn ơi, nhìn từ xa là chúng ta đã thấy em Luffy bóng bay cao 8m nổi tiếng mấy ngày hôm nay ở Vạn Hạnh Môn đấy các bạn ạ. Và hôm nay nó đã được mang đến giải chạy này để chúng ta check in. Sau đó thì mình sẽ vào tham quan qua cái sân khấu và tối nay sẽ có một đêm nhạc hội cực kỳ là cháy ở đây. Rất là rộng và có cả những hình ảnh các nhân vật nữa này. Và đây là nhân vật mình yêu thích nhất trong bộ One Piece, Jinbei. Đó, đẹp chưa anh em ơi? Nãy giờ chắc là một vài bạn cũng đang thắc mắc là vì sao mà trên bầu trời lại có những cái đám mây nó đen xì như vậy, như là bão đã sắp đổ đến ý. Thì mình cũng chia sẻ là không có chuyện đấy đâu, chắc là không mưa đâu các bạn ạ. Đây chỉ là những cái tin đồn thất thiệt thôi. Vâng, và vừa nói một cái thì bầu trời đột nhiên đổ mưa mầm ngay khi mà bọn mình chuẩn bị chạy. Không thể tin được các bạn ạ. Không thể tin được là một giải chạy nó lại gặp ngay một cơn mưa nó to như thế này. Vâng, và có lẽ là mình có một chút năng lực của Nami đã điều khiển thời tiết và làm cho ngay sát giờ chạy thì bầu trời đã tạnh mưa các bạn ơi. Anh em thấy tôi tài không nào? Thôi check in phát bằng mũ rơm rồi chuẩn bị chạy thôi các bạn ơi. Giải chạy này thì sẽ có hai cự ly là 3 km và 5 km thì phải. Thì mình đã đăng ký 5 km vì các bạn ơi, thể lực của mình rất tốt, vợ mình cũng chạy rất giỏi, nên là việc gì phải đăng ký 3 km đúng không? Tình hình là đông quá nên là mọi người lúc xuất phát cũng như kiểu đang đi bộ các bạn ạ, chứ không phải giải chạy. Rồi, bắt đầu chạy rồi, đi thôi. Ok, giải chạy bắt đầu. Vợ mình đang rất sẵn sàng rồi đây các bạn ơi. Đó, giải chạy này, đông chưa? Kín mít luôn. Vâng, và chạy được một lúc thì mình phát hiện ra là mình không có khả năng chạy cho lắm. Chạy được vài mét thì bắt đầu thở hổn hển. Nhưng mà vẫn phải cố lết đi thôi, chứ biết làm nào bây giờ. Đóng tiền rồi, chả lẽ chạy được 1 mét xong bỏ. Đây, mình đã đến được chặng đầu tiên, đó là chặng của Zoro. Và thử thách của Zoro chính là đi qua một cái gậy này các bạn ạ. Thực sự đây là một cái thử thách rất là khó mà mình cố gắng mãi mới qua được các bạn ạ. Không thể tin được có cái thử thách nó khó như này. Không tin được luôn ấy. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến chặng của Nami, đó là phát nước miễn phí để cho những ai khát nước quá thì có thể để vào đây uống nước các bạn ạ. Gọi là nghỉ giải lao đấy. Ok, và mình lại tiếp tục chạy. Dù là chân tay đã rã rời, chúng ta đến với chặng tiếp theo là của Usopp. Và chặng này thì mình cũng không biết là nó có cái thử thách gì, như là nhân viên sẽ bắn bóng cho bọn mình thì phải. Rồi ok, và đến chặng của Sanji. Sanji cũng là tiếp nước luôn. Chạy tiếp nào, ôi trời ơi.
đến chặng của Robin rồi các bạn ơi. Chặng của Robin thì hình như là mình sẽ vượt qua những cái dây này thì phải. Nào để xem có khó không nào. Ui dồi ôi, khó quá các bạn ơi. Không biết ai nghĩ ra những cái thử thách này mà khó thế. Thôi đi tiếp nào. Ok, chặng Chopper đúng như mình nghĩ là tiếp nước. Và chúng ta đã đến với chặng của Frankie ngay sau đó. Rất nhiều những bạn đến để cổ vũ cho bọn mình các bạn ạ. Và chặng tiếp theo đó là chặng của Jinbe, nhân vật mà mình yêu thích nhất. Đây cũng là chặng tiếp nước. Nghe cũng đúng vì Jinbe sử dụng nước mà. Tiếp nước là đúng rồi, còn gì nữa. Rồi, mệt quá, tiếp tục nào, hình như là sắp về đích rồi các bạn ơi. Và chúng ta đến với chặng tiếp theo, đó là chặng của Brook. Nhiệm vụ của chúng ta là vượt qua những cái nốt nhạc này sao. Wow, khó quá. Và các bạn ơi, sau vài tiếng chạy dã rời thì chúng mình đã nhìn thấy đích kia rồi, sắp về đích rồi các bạn ơi. 5 km, chúng mình đã vượt qua 5 km để có thể về đích. Tuyệt vời. Dẻo chân lên hào, về đích rồi, let's go. Rồi, đến đây thì mới nhận ra là mình không hợp với giải chạy cho lắm các bạn ạ. Về rồi, đây rồi, về đích đây rồi. Tuyệt vời luôn. Yeah, và các bạn biết về đích thì chúng mình sẽ được cái gì không? Đó chính là một chiếc huy chương màu đen rất là đẹp, đến từ ban tổ chức. Hình như là tất cả mọi người tham gia đều chỉ mong muốn lấy được cái chiếc huy chương này thì phải. Phải nói là cái huy chương này là một trong những cái mà đẹp nhất trong cái giải này đấy. Đẹp ơi là đẹp, lại là bằng kim loại nữa chứ. Đá đồng tiền bạc gạo anh em ạ. Đúng là không bỏ công bày từ Hà Nội vào đây. Tuyệt vời. Nói chung là mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ, thời tiết ủng hộ. Buổi tối như mình đã nói thì sẽ có một đêm nhạc cực kỳ lớn ở đây. Thực sự luôn, chúng mình được gặp Luffy này các bạn ơi. Đó, Luffy đấy. Tiếp theo là được nghe những cái giai điệu quen thuộc của Uta trong bộ phim cùng với nhóm nhảy. Rất là sôi nổi. Đó, đông chưa? Anh em thấy đông không? Woo! Rất đông luôn. Đây là trao giải cho những người hoàn thành xuất sắc chặng đua. Rồi có Flycam này, mát quá. Phải quạt đây. Tiếp theo là một nhóm nhạc 4 thành viên cũng hát những bài hát rất là dễ thương, rất là hay. Đó. Tiếp theo là một bạn ca sĩ hát những bài hát của Uta. Thật sự đến đoạn này thì nói chung là cả cái đêm nhạc như bùng nổ luôn, vì những cái bài hát của Uta rất là hay. Tuyệt vời. Không ngờ là có người hát được theo những cái bài hát của Uta luôn đấy. Hay thế. Ok, và lại một trò rất là giống trò chơi của mình, đó là một trò may mắn. Đó, lệch mỗi 2 số thôi, trời ơi. Tiếp theo là một live band chơi nhạc sống cực kỳ là cháy của Sài Gòn. Và cuối cùng là một rapper được mong chờ nhất đêm nay, đó chính là Low G với những bản nhạc không thể nào lệch đi đâu được. Quá tuyệt vời, quá chất. Mệt quá anh em ạ. Xong ngày mai 4 giờ lại phải dậy để bay về Hà Nội tổ chức offline tiếp. Quá mệt. Tiến lên. Ok, và như đã nói thì bọn mình đã dậy từ lúc 4 giờ sáng để chuẩn bị check out và lên sân bay quay về Hà Nội, tiếp tục tổ chức một buổi offline ở Hà Nội nữa. Và rất mệt đấy, nhìn mặt mình là biết mình mệt như nào rồi đấy các bạn ạ. Ok, dậy từ 4 giờ thì tầm 10 giờ bọn mình đã có mặt ở Hà Nội và đến với buổi offline xem phim ở Hà Nội. Buổi offline này thì được đầu tư quy mô hơn Sài Gòn một chút vì bọn mình có thời gian để tổ chức. Đó, dự kiến là tầm 600 đến 700 người tham gia buổi offline này các bạn ạ. Và bọn mình đã phải chia ra làm 3 phòng, 1 phòng IMAX và 2 phòng thường. Buổi offline diễn ra suôn sẻ với những màn ca sĩ Uta hát này.
hay cosplay này, tất cả đều là bọn mình tổ chức và được sự ủng hộ của rất nhiều các bạn member có mặt trong buổi live ngày hôm nay. Đó, đông như này cơ mà. Ok, một buổi live rất là tuyệt vời. Và sau khi live vui vui ở bên ngoài xong thì bọn mình lại tiếp tục vào rạp để xem phim. Phải nói rằng 3 ngày vừa rồi thực sự là những ngày rất cháy của bọn mình. Không ngờ là mình có thể hoàn thành được một cái deadline mà nó kinh hoàng như vậy. Từ Hà Nội bay vào Sài Gòn, sau từ Sài Gòn lại bay ra Hà Nội tiếp tục tổ chức nữa. Nói chung là qua cái sự kiện lần này thì mình có vẻ như là tự tin hơn về những cái khả năng mà mình có thể làm được. Và cũng như là cái sự cháy và nhiệt huyết của fan One Piece dành cho cái sự kiện và cho bộ phim lần này rất tuyệt vời. Và mình hy vọng rằng là fan One Piece sẽ tiếp tục cháy như thế này nữa trong những bộ phim tiếp theo, những sự kiện tiếp theo. Và vậy hồi đến đây thì có lẽ là vlog của mình cũng kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hãy luôn luôn ủng hộ cho One Piece nha. Bye bye.